Xin chào các bạn. Thì hai vợ chồng hôm nay tiếp tục vô trong nhà kính làm tiếp nữa cả nhà. Trong nhà kính mình có nhiều việc để làm lắm, tại vì mấy hôm nay thì cứ lo ở trên trước nhà, nhưng mà trong nhà kính thì cứ để từ từ. Hôm nay cây cối hôm nay nó lên cao nhiều nhiều rồi. Trong nhà kính thì thu hoạch được rồi, ở ngoài thì không có gì thu hoạch hết áo. Dạ, ở ngoài thì chỉ có trồng rau thôi cả nhà, nhưng mà tại vì mới trồng rau Việt Nam mà anh. Ở ngoài tựa như mình trồng cà chua hoặc là dưa leo hoặc là mấy cái cà tím rồi cả nhà. Còn trong đây đa số là những cái loại rau Việt Nam thôi. Nhìn té nha em. Nhìn té. Dạ, đi vô trong nhà kính. Ủa sao cái áo của anh mà em lấy mặc gì vậy? Hả? Mới để ý à? Vậy. Trời ơi, ở nhà mình chỉ có mấy cái áo giờ đầu lấy mặt hả các bạn? Để ý đó làm chi vậy? Mặt cũng vừa ha. Không có cái nhà cũng... tại vì thường cái nhà thích mặc đồ rộng rãi cho nó thoải mái, cái nhà chuyên gia thấy đồ của anh đậu mặc không à. Bởi vậy cả nhà nhìn vợ đậu, thấy vợ đậu mặc thùng thình đồ thế này thế nọ là đồ mà của sao? Anh đậu không? Mà sao mấy cái áo anh có lỗ anh không lấy mặt, sao lấy cái áo mới của anh mặc? Ai mượn mua cho đồ đẹp không chịu mặc, cứ treo lỏng nhỏng hoài là mình bị vợ đậu cứ để ý là trơm trẻ hoài. Tự nhiên đi vô làm rau đi nhìn áo mà nói hoài. Ok làm đi. Hôm nay là chủ yếu là mình vô đây như cái túi rau muống này còn lại này cả nhà, mình coi mình thu hoạch hết luôn, xong rồi hồi chút xíu nữa mình coi mình chiết cái bạc hà ra nữa nè. Nó lên chặt luôn các bạn ơi, hôm nay lên dữ lắm cả nhà ơi. Cái này chút xíu nữa rồi kêu anh đậu bứng lên hết, xong rồi bắt đầu mình trồng bạc hà lại ha. Trời ơi coi mồng tơi nè. Đó, anh thấy mồng tơi chưa? Rồi chút xíu thu hoạch vô luôn ha. Quá đẹp ha. Ở trong đây mướt thì chuẩn bị leo vàng hết rồi cả nhà. Hôm nay mình làm cái vàng ở ngoài xong rồi. Có thể là nó cho nó lên được rồi. Cho lên được rồi, nó bây giờ ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi, bây giờ hôm nay vợ đậu có khoét lỗ được hai cái lỗ rồi các bạn coi nè. Ở đây nè cả nhà coi nè. Như cái nhà kính của mình thì mình khoét cho hai cái lỗ cho mấy cái đọt mướp nó đi ra ngoài ha. Năm nay kể như là trồng cái dây ở trong cái gốc thì ở trong nhà kính, nhưng mà cái dây thì mình cho ra ngoài. Cái này là bắt chước mẹ chồng miền Tây ha. Đúng rồi, bây giờ mình ra ngoài mình quay cho các bạn coi cái vàng của mình ở ngoài nó sau lưng cái nhà kính này coi sao ha. Đi em. Cái này là tương lai là mướp là kể như là bò thẳng cánh luôn á. Đúng rồi, mình làm hai cái vàng nó song song với nhau thôi các bạn. Một vàng. Mỗi trong đây sẽ một vàng nữa nha. Cái này là sao cái nhà kính của mình luôn ha. Dạ, anh coi mướp nè anh. Cái này là bắt đầu em chắc em nối dây cho nó qua bên đây anh. Hả? Đúng rồi, bây giờ mình làm cái vàng thì cũng qua một cái mí này thôi các bạn. Tại vì mình vô trong đây quá thì nó che mấy cái nắng thấu áo cho mấy cái cây kia, cho nên mình làm một bên thôi. À, bây giờ thì cái này là hai đọt này nó lên trước, xong bắt đầu cái này mình chuẩn bị mình cột dây với cả nhà, mình cho cái đọt mướp nó nối với cái vàng cho nó đi theo cái đường cái dây á. Đúng rồi, thì cái mình sẽ nó bắt qua bên cái vàng, mình sẽ huấn luyện mấy cái dây mướp đó để cho nó leo lên vàng hả các bạn ha. Đó, hai cái vàng thì rất là rộng. Hy vọng là năm nay là mình có một cái vàng mướp rất là rộng mà đẹp mà sai trái nữa ha, cũng như là tỷ phú mướp luôn. Có dùng từ tỷ phú mướp. Anh đậu đây. Đúng rồi, bên đây mướp tươi như vậy hiếm lắm các bạn, trồng được cái vàng như vậy là ngon rồi, nhiều trái. Dạ. Làm giàu luôn rồi. Làm giàu hả? Làm giàu giờ bằng trồng mướp hả? Ờ. Em từ đó em chưa có nghe ai nói làm giàu bằng trồng mướp nha. Vợ trồng đậu là đầu tiên. Chỉ có là cái sở thích là thích trồng, là trồng những cái loại rau gì mà khó trồng thôi cả nhà, chứ chưa có nghe làm giàu được bằng từ cái nghề trồng rau nha. Có thể em, chuyện gì cũng có thể hết. Ừ. Chắc em nghĩ thu hoạch rau muống trước đi anh hả? Mình thu hoạch xong rồi cái bắt đầu mình bón phân cho rau muống rồi mình trồng bạc hà luôn một nửa tấc. Rồi cả nhà, cái súng rau muống thì là hôm trước mình thu hoạch thì còn ha. Nhưng mà cái này tại vì mình muốn thu hoạch luôn, chứ nếu mà mình không thu hoạch cái bắt đầu mấy hôm sau là bắt đầu nó là xà xuống. Nó nhanh già lắm cả nhà. Với lại mình còn một dũng bên kia nữa các bạn, một dũng rau muống bên kia nữa. Cho nên mình làm phải tranh thủ mình thu hoạch, không phải ăn không kịp. Đúng rồi. Mới ngày mà nó lên mạnh hơn ha. Mạnh cái hơi bữa trước. Nhanh thấy sợ. Cái này thu hoạch xong mà bón phân luôn à.
cho nó cho cái gốc nó khỏe ha. Rải phân sơ sơ các bạn, lấp đất nhiêu xíu á, thay nhằm khi cái rễ nó lú lú lên nè, coi các bạn coi nè, thấy không? Đây các bạn, cái rễ lú lú ra vậy đó, cái mình lấp lên vậy cái rễ nó mọc thêm nữa, xong cái cây nó sẽ mạnh hơn. Này giờ đầu cắt mấy cái cây nhánh lớn lớn trước các bạn, mấy cái kia để mình có thể đợt sau mình thu hoạch nó nhanh hơn. Dạ. Chứ phải mình tỉa hết. Tỉa hết thì mấy cái nhỏ nhỏ thì nó lâu ra chứ nhỉ. Mấy cái này trong vòng tầng là mình có thể thu hoạch nữa đây, mấy cái nhánh nhỏ các bạn. Những năm nay trồng rau muống thấy mê thiệt á. Đúng rồi, năm nay hai vợ chồng đậu phát tài đây. Nữa à? Có ngày cứ nói phát tài. Cái này là vàng xanh mà. Ờ, anh Đậu dùng từ vàng xanh. Ở bên Việt Nam thì rau muống thì nó mọc mênh mông. Mà nói bên ai coi, mình làm video lần trước ai cũng nói bên Việt Nam thật sự rau muống cho heo ăn anh. Đúng rồi. Thật sự. Dạ. Người ta tại vì cái thức ăn của cho heo á các bạn, người ta nuôi heo á, thức ăn thì tính ra thì mua nó rất là nó mắc tiền. Nó phí. Yeah. Rồi nhiều người ta nuôi heo, mà nuôi heo của kiểu nuôi heo sạch đó các bạn. Người ta đi người ta cắt rau này rau nọ về cái người ta bầm ra, xong người ta trộn với mấy cái cơm cũng như cơm cám á các bạn, cám mà người ta xay lúa đó. Người ta trộn với cái đó người ta cho heo ăn, người ta nấu lên người ta cho heo ăn. Mà thấy như vậy người ta nuôi heo, mấy người làm như vậy cái heo nó rất là mạnh khỏe, nó tốt, nó mập. Nhưng mà làm vậy thì kể như là kinh phí thì tốn mất ha. Đỡ tốn tiền hơn. Đỡ tốn tiền mà hả, heo lại được nuôi cái đó thì dạng sao ta? Ôi cái đó cho mấy con heo như vậy ăn nó còn thịt nó ngon lắm nha. Ngon hả? Đúng rồi. Nuôi heo organic á. Ờ. Chứ không phải là dùng thức. Tức là bán ở ngoài mấy cái hãng xưởng đồ nó thì nó heo nó công nhận thì nó phát nhanh thiệt, nhưng mà nó không có ngon bằng. Nhưng mà anh thấy là đa số cái gì mà mình nuôi nó tự nhiên á, nó lúc nào ăn cũng ngon hơn em. Thịt cũng vậy, thịt mình làm nó ăn nó ngọt, nó ngon hơn. Anh cái này nếu mà nói như vậy á, ở bên Việt Nam thì em thấy là như người ta bán rau rồi cả nhà, như chiều cái hay là có mấy cái rau hư á. Đúng rồi. Trời ơi, nếu mà ai mà hả coi chiều mà đi canh mà đi xin mấy cái rau đó về ra sao ha. Không, xong rồi không. Cái bắt đầu là cho heo ăn. Thì nhiều người làm như vậy lắm em. Không? Ở bên đây cũng vậy. Em coi em không biết chứ bên đây mà là người mấy cái chỗ mà người ta nuôi heo rồi các bạn, người ta cũng đi vô, người ta có hợp đồng với mấy cái nhà hàng này nọ rồi đó, xong cái người ta cũng như nhà hàng nó người ta bỏ riêng mấy cái rác ăn uống thức ăn đồ các bạn, ăn dụng đồ đó, ta để riêng một thùng vậy đó, cái người mấy cái chỗ đó người ta lại người ta lấy ngày hai ngày, cái người ta lại người ta lấy về người ta cho heo đồ ăn. Thôi muốn mình nuôi con heo đi. Hả? Trời ơi. Ở đây nuôi heo được không ta? Anh có một con rồi. Hả? Anh có con heo. Ở đâu? Heo mỏi. Heo mỏi đâu? Em á. Xạo. Này là heo kiển các bạn. Heo nuôi hoài không lớn. Heo này là heo mỏi Việt Nam á các bạn. Heo mỏi Việt Nam nuôi hoài không lớn. Heo rừng. Ok, đi em làm gì nữa đây? Wow, mới chút xíu là được. Nè, được muốn mắm nữa nè. Trời ơi, đã hơn. Trời ơi. Okay. Hôm qua mình hai vợ chồng ra thu hoạch được một rổ mới vậy, vô luộc ăn hết ráo. Hôm qua trời ơi, rau hôm qua thu hoạch vô cái nhà ăn với nó rất là ngon luôn á. Chưa bây hả? Tại ruột vì chấm nước tương ớt các bạn. Thôi, tại vì rau mới vừa thu hoạch vô xong, anh Đậu dạo này toàn là thích ăn rau luộc không cả nhà. Anh nói thôi luộc cho đơn giản. Xong rồi làm cho ảnh chén nước tương vậy ngồi ăn ngon lành. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đó các bạn ăn rau muống á, các bạn luộc rau muống các bạn ăn thì các bạn phải cắt cho nó ngắn ngắn chút xíu nha. Sao không? Sao vậy? Ok, không sao. Nói bậy bạ. Nè, cả nhà xem con mồng tơi nè.
Hôm nay con nó lên kìa. Ủa sao hôm nay con gì nó dữ vậy? Nên con buồn mắt hay gì em? Sao con buồn mắt? Đâu mà dữ vậy? Không ạ? Năm nay trời nóng cho nên nó con này con nọ nhiều quá ha. Yeah. À, cây mồng tơi thì coi các bạn coi nè, quá đẹp luôn. Mấy cái lá to mình coi mình tỉa vòng vòng xong rồi mình thấy cái đọt nào nó mình có thể mình thu hoạch được, mình thu hoạch luôn ha cả nhà ha. Mấy cái đọt nhỏ nhỏ vậy thì em để lại. Còn nè. Cái lá kìa, cái mồng tơi kìa. Wow, quá. Wow, coi nè cả nhà, con mồng tơi nè. Wow. Anh thấy nhiều người ta không thích cái lá bự gì đâu nha. Hả? Anh thấy nhiều người Việt Nam ăn thích ăn mấy cái lá nhỏ nhỏ. Người ta thích ăn cái đọt á. Ừ, đọt. Cái đọt vậy chứ nó ngon lắm, cả nhà nó non. Đây phải không? Ừ. Yeah. Đọt ở trên nó non. Yeah. Wow, trời cái đọt ngon lắm luôn nha cả nhà. Nắng mực mấy hôm nay nó che nắng cũng nhiều lắm cả nhà. Nhưng nó gọn lại cho cái đọt mới nó lên. Yeah. Các bạn. Quan trọng là mình ấy cái này để cho nó mấy cái đọt nhỏ nhỏ nó ra rồi ăn nó ngon hơn thôi. Ừ. Nè cây này anh bẻ luôn nè em coi nè. Hả? Cây nào? Thấy chưa? Cái đọt này mình bẻ. Wow, non chèo ha. Đó. Cái này mình bẻ luôn. Cái nhỏ nhỏ mấy đọt mình bẻ đi. Ủa cái này sắp ra bông rồi nè, coi nè. Cái nào? Nó bẻ luôn. Ngắt luôn đi. Thì... ở trên chút. Đây coi. Ở dưới. Đó. Đây. Ừ. Cắt đi. Ừ. Mấy cái lá này nó già rồi nè. Ừ, anh lấy ra thằng mấy con ấy nó ăn nè. Tỉa mấy gốc hết luôn nè. Wow, lá nó to quá ha. Ừ. Ngon dễ sợ. Cái này mình cắt ra nấu canh thì ngon ha. Ừ. Lá to cũng không sao đâu. Nghĩ mấy cái đọt em cắt đi không thôi, nó mốt nó nhảy bông à. Không thì cắt luôn. Cắt ở em... đây ha. Ừ. Đây dưới chút cũng được rồi. Cái mồng tơi mà mình tỉa vậy cái đọt non nó ra hoài các bạn, mình ăn hoài chứ không thôi mình không tỉa thì nó bắt đầu nó nhảy bông ra hột. Lá bự mình phải cắt nó lúc mà nó còn non vậy chứ không để mình để lâu quá mốt cũng già nữa. Này chuẩn bị nó ra đọt rồi nè. Ừ. Đừng có cắt mấy đọt non nha. Ừ, cái đọt nhỏ nhỏ để lại. Ồ, mấy cái đọt này mốt ra là đợt sau nó ngon. Là đợt sau nó ngon cả nhà. Ừ. Nó ra như vậy á mình thu hoạch mấy cái đọt này nó mới ngon nè. Mấy cái đọt mà nó dài dài thì mình cắt thôi ha. Ừ. Cái nào nó dài thì cắt. Giờ lần đầu tiên là chủ yếu là thu hoạch mấy cái lá to. Ừ. Đó. Còn nếu mà cây nào có đọt thì nhìn như cái đọt này là cả nhà nó cao như vậy thì mình cắt nè. Đó. À, trời ơi nè. Che nắng hết. Mấy hôm nay dưới đây nó tùm. Này bây giờ phải có đậu bắp nó ngon à. Yeah. Không có đậu bắp. Đậu bắp nó lên sẽ chậm quá các bạn. Đậu bắp anh để ở ngoài em nghĩ năm nay sợ khi không thu hoạch được á. Đậu bắp phải trồng ở trong á. Đậu bắp nó thấy cái khó trồng lắm các bạn. Đậu bắp ở bên đây khó trồng cả nhà. Phải nóng thiệt nóng rồi đậu bắp nó mới phát. Hồi năm rồi mình trồng ở trong nhà kính thì có thu hoạch cả nhà. Nhưng mà năm nay anh đậu cho ra ngoài sân thì như để nó bị chừng lên luôn à. Ừ. Xanh tươi ha. Đó, cái đọt bự đó em. Hả? Nào. Đọt bự quá đó. Đây à? Ừ, đọt bự kia nó. Đây luôn phải không? Ừ. Mồng tơi là anh thấy là nấu canh tôm ăn là ngon nhất à. Cái tôm với đậu bắp á em. Đậu bắp với quế. Anh biết hôm nay mua gì không? Hả? Anh biết hôm nay mua gì không? Mua gì? Hả? Mua cá kèo. Ồ, cá kèo đúng rồi. Dạ. Cá kèo với tôm. Cá kèo nấu với mồng tơi cả nhà ngon lắm. Đó, cái đó là dạng như đặc sản của người dân miền Tây. Đúng rồi, cá kèo với tôm các bạn. Với đậu bắp, với rau dền, với quế. Dạ. Tiêu. Tiêu. Tiêu đen. Thì mình nói vậy nếu các bạn miền Tây là các bạn biết rồi. Ừ. Các bạn nào không phải miền Tây cũng phải thử. Không mà ăn phải... nó ngọt mà nó ngon. Đi nha cả nhà, ngon lắm cái món canh cá kèo cả nhà. Mùng tơi cá kèo đậu bắp. Nó chan vô cơm mình ăn với thịt kho các bạn. Trời ơi. Ngon dễ sợ ngon. Này anh nghĩ mình cắt xong chừng nào mình thu hoạch nữa anh.
cắt dài dài ngày em, tại mấy cái đọt non nè các bạn, thấy không, cái bạn đọt non mình đâu có cắt đâu, mình để vậy không cái nó phát lên nữa, à, ăn dài dài luôn á. Cho nên mình trồng cái mùng tơi này, Việt Nam nó rất là lợi, khó trồng, phải cần cái điều kiện nhà kính mới được. Dạ. Nhưng mà trồng rồi thì rất là lợi. Nếu mà nó lên được rồi thì nó dễ lên lắm cả nhà. Ừ. Còn nếu mà cái nhà trồng nhờ cái lúc mà nó không thích hợp á, cái cây nó bị chai, nó nhỏ, nó phát không có tốt. Cái này là mình hai vợ chồng trồng là mấy cái đơn phân nấm thôi các bạn, không có tưới phân bón phân gì hết nha, chỉ nấm phân nấm thôi, vậy mà nó tốt dễ sợ như vậy đó. Nghĩ chắc nhà kính ấm hả nọ. Ừ, với lại cái nhà kính rất là thiết kế rất là hay của anh Đậu nữa. Rất là nóng, giữ độ ấm rất là cao các bạn. Nhưng cẩn thận thôi, mốt mình sẽ gắn cái quạt vô. Tại vì nó nóng, nhiều khi nó nóng thì nó nóng quá, nếu mà mình không mở cửa thì cây cối trong đây nó sẽ bị cháy. Ừ, em nghĩ chắc mốt mình phải làm cái đó đi ha. Ừ. Thấy nếu mà mình sơ ý cái nó dễ bị rau nó dễ bị cháy. Ừ. Xong chưa em? Xong rồi. Ủa, anh thấy cái đọt nó có cái này bự quá không? Cắt cắt luôn đi. Cái đó. Cái đọt luôn á, cắt đọt xuống chút. Dạ. Yeah. Wow. Cái này mình nó còn to. Ok. Mình nó rắc. Thoáng ha. Ừ. Trời ơi. Còn cái nhà đây coi nè. Còn tơi đầu mùa cái nhà. Coi thu hoạch nè. Trời ơi, cái này ăn mấy bữa mới hết. Hả anh hả? Đúng rồi. Wow, coi kìa cả nhà ơi, coi kìa mùng tơi nè. Đó. Thôi bây giờ em coi anh bứng cái này lên cho em nha. Ừ. Bây giờ mình coi mình trồng lại bạc hà cả nha. Ừ. Nhà xem coi một củ mà nó lên như đó cả nha. Wow, đã. Thế này các bạn á, chỉ cần một củ thôi, một cốc bạc hà thôi. Mình trồng cái năm sau nó nhảy lên như vậy đó, không có cần nhiều. Dạ. Chỉ cần giống thôi, mình chỉ có cần làm cái nhà kính ha, cái đầy đủ điều kiện nha, bạc hà nó lên là nó phát dữ lắm các bạn, dễ trồng bạc hà thì không có khó. Rồi chắc cái đó anh coi cái cây nào mà em trồng lại được anh để riêng cho em nha. Lựa mấy cây bự mình trồng xuống lại các bạn. Dạ. Còn mấy cái cây nhỏ các bạn dễ đậu sẽ bỏ ra chậu. Trời ơi. Cái này cũ nó xíu nhưng mà nó lên. Nè các bạn, cái cũ chút xíu à. Dạ. Yeah. Cũ đây nè. Lên cái cây vậy đó. Như cái cúm bạc hà này hồi nãy giờ anh Đậu anh soạn ra cho mình rồi cả nhà, như giữ lại mấy cái cây như thế này rồi mình trồng lại ha. Như lúc đầu cả nhà thấy đi, nó mọc lên cứng lắm. Thì khi mà mình để như vậy luôn thì bạc hà nó sẽ không có phát cả nhà. Như thường mình chiết ra từng cây như vậy nè, thì mình trồng như vậy thì bạc hà nó sẽ có cơ hội, nó như nó có nhiều khoảng trống á, rồi nó mấy cái bắp này nó sẽ phát triển to hơn, bùng cao ra. Hơn. Ờ. Dạ. Cái thân nó cũng bự hơn nữa các bạn. Ờ. Hồi năm rồi hả mình trồng bạc hà tính ra nó đụng nóc luôn cả nhà. Bạc hà mà nó cao á. Dạ, năm rồi cái vườn bạc hà của mình phải nói là nó cái bắp nó rất là to và cao nữa. Đó, thì hôm nay mình coi mình trồng lại luôn ha. Ừ. Phun này nè cả nhà, thì hiện giờ mình coi mình chiết ra từ cây như thế này ha cả nhà ha. Đó. Trồng vậy tính là một đường này em cho đi 4 cây nè. 4 cây. Ừ. Tất cả ráo khoảng chừng 20 mấy cây các bạn, 26 cây. 24 cây. 24 cây. Ồ, vậy chứ cũng to em. Hả? Nãy mình chiết ra giờ mình trồng lại thấy nó cũng to. Năm rồi em nhớ em trồng cây của Trúc Nị à. Hả? Đâu có sao, bạc hà mình thấy à, mình trồng cái cây nhỏ hay lớn cũng không sao các bạn. Nó phát nhanh lắm.
miễn là mình có giống mình trồng thôi, nó lên là nó lên nó phát một cái là cũng như nhau hết à. Hy vọng cái này nó cũng phát đều như cái năm rồi ha. Này mình đào cái lỗ mình trồng xuống thôi các bạn ha. Mấy cái phân thì mình không có bón, mình để phân cũ vậy luôn. À, mốt chừng nào cái bạc hà nó ăn rễ nó phát triển lên lại đó, nên cái mình sẽ bón thêm chút xíu phân. Như thường mình trồng cây mới xuống mình bón phân nhiều quá sợ nó bị sốc các bạn. Gốc rễ nó mạnh ghê luôn. Bạc hà coi như chứ dễ trồng các bạn, nó mạnh, không có khó đâu. Chỉ có cái là các bạn trồng mà thấy nó khó là tại vì ở bên đây nó lạnh rồi, các bạn không có đầy đủ điều kiện cho nó lên thôi, nó phát thôi. Chứ có đầy đủ điều kiện rồi mình tưới nước là nó dược thấy sợ. Săn sóc mình cũng không có săn sóc gì đó phải không em? Năm trước mình đâu có làm gì đâu, mình tưới nước thôi và chỉ có bón chút xíu phân vậy thôi. Vậy mà nó lên. Dạ độ trồng cây là vậy, cả nhà nhiều khi chăm sóc không xuể, nó muốn lên sao nó lên luôn. Nhiều khi quên tưới nước nữa. Ngày ngắn là đẹp quá ha. Được cái con bạc hà là cả nhà, thưa thưa ra ha. Cái này thì mình phải giữ ẩm cho nó thì bạc hà nó lên càng tốt thôi cả nhà ha. Đó. Càng nhiều nước càng tốt các bạn. Dạ. Không, tại do trong nhà kính của mình đã nóng nữa ha nữa. Bởi vậy thì cái này thì mình phải tưới cho thật là nhiều nước, bởi vậy mới đủ sức nuôi mấy cái cây bạc hà này cả nhà. Các bạn tưới một ngày là hai lần cũng được, mà tưới rất là nhiều nước nha. Nó sẽ phát lên cho các bạn xem. Cái này chút xíu em tưới nước em. Tôi cũng rất cảm ơn cái nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình. Nếu cái nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng bạn nữa nha. Cảm ơn cái nhà nhiều, bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Bye bye.